Lăng Nghiêm là chú dài nhất, còn gọi là linh văn, vì quá linh, quá diệu, diệu không thể tả. Ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Cho nên, bạn tu chú này phải chân tâm thành ý, tu thân cách vật. Cách vật là gì? Tức là cách trừ hết thảy vật dụng, tức cũng không có tâm tham, cách vật chí tri, chánh tâm thành ý, tu thân tức trì chú này thì sẽ có đại cảm ứng. Có người không hiểu ý nghĩa của chú, cho nên nói chú Lăng Nghiêm là do nhiều chú nhỏ hợp thành mới dài như thế. Thật không bằng trẻ con. Trẻ con có nói cũng nói những lời đã nghe người lớn nói rồi mới nói, không thể sai lợi hại như thế. Nếu nói chú Lăng Nghiêm là do nhiều chú ngắn nối lại với nhau thì những chú ngắn đó là chú gì? Nếu bạn nói không biết, tại sao nói là do nhiều chú ngắn hợp thành? Nói thẳng đó là chẳng có căn cứ. Những chú ngắn đó có tên chăng? Nếu không có thì chú này là ai nói? Cho đến tên cũng không có thì còn nói chú gì? Cho nên thốt ra lời phải chịu trách nhiệm, không thể tùy tiện nói. Chú Lăng Nghiêm từ khi bắt đầu là quy y mười phương tận hư không biến pháp giới hết thảy chư Phật, sau đó lại quy y mười phương tận hư không biến pháp giới hết thảy chư Bồ Tát, kế đó lại quy y các bậc thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả A-la-hán, kế tiếp lại quy y chư thiên. Quy y chư thiên này không phải phụng hành pháp của chư thiên, chỉ là cung kính chư thiên. Bổn lai người xuất gia bất tất lễ bái ai? Người xuất gia đáng thọ sự cúng dường của chư thiên, tại sao lại phải cung kính chư thiên? Chư thiên lễ bái bạn là vì bạn có đạo đức, có tu hành. Bạn đừng có nên tâm cống cao ngã mạn nói, bạn biết không? Tất cả hộ pháp chư thiên đều cúi đầu đảnh lễ tôi, không thể sinh tâm cống cao ngã mạn như thế. Phải cảm thấy chính mình chưa đủ đạo đức của mình mới viên mãn. Cũng phải xem có như không thật, như hư vọng. Mình có đạo đức mà không chấp trước. Bạn có học vấn chân thật cũng đừng tự mãn, như vậy mới là người tu đạo. Cho nên người tu hành tụng trì chú này cũng phải cung kính chư thiên thiện thần. Không những cung kính thiện thần mà ác thần cũng phải cung kính, phải trừ khử cống cao ngã mạn của mình. Cho nên chỗ lợi ích của sự trì chú Lăng Nghiêm nói cũng nói không hết. Tôi cũng không muốn nói cứu kính có diệu dụng gì, vì nếu tôi nói ra thì các bạn tụng trì lại sinh ra một thứ tâm tham, tụng trì chú Lăng Nghiêm sẽ được diệu dụng gì? Như vậy thật chẳng phải muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm. Nếu bạn thật muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm thì phải coi trọng chú Lăng Nghiêm như ăn cơm, mặc quần áo, ngủ nghỉ. Nếu chúng ta làm như thế thì sẽ đắc được cảm ứng gì, linh nghiệm gì cũng không nghĩ đến. Vì khi bạn nghĩ cũng là vọng tưởng, chưa thành công sao lại vọng tưởng? Giống như em bé mới sinh ra, ngồi không thể ngồi được mà nghĩ muốn chạy, đi còn chưa được, làm sao chạy được? Tại sao em bé lại nghĩ như thế? Vì không hiểu, nhưng đến khi chạy được lại nghĩ muốn bay. Bạn nói làm được chăng? Vốn là việc không thể làm được, sao lại phải nghĩ tưởng? Lại không phải là chim, cũng không có cánh mà muốn bay. Vọng tưởng này thật là quá lớn. Tụng trì chú Lăng Nghiêm cũng như thế. Tu hành là tu hành, đừng có tâm mong chỗ sở đắc. Nói tôi nhất định phải như thế này, như bạn nói tôi nhất định không chết, đến lúc chết vẫn phải chết, không có biện pháp nào tránh khỏi cái chết. Cho nên ý nghĩ này chỉ là vọng tưởng. Nếu bạn nhận chân tu hành, chứng quả rồi, chấm dứt sinh tử mới tính. Bạn muốn không chết thì không chết, mà chẳng phải cứ nghĩ tưởng tôi không chết, tôi không chết, tôi phải giữ gìn túi da hôi thối này, giữ đi giữ lại, đến lúc còn đang nói hẹn gặp lại thì ra đi hồi nào không hay. Chú Lăng Nghiêm là linh chú, mỗi một câu có hiệu lực một câu. Bạn bất tất nghĩ, tôi trì chú Lăng Nghiêm sao không có hiệu nghiệm gì? Ăn cơm hết đói là được,
nghĩ muốn ăn một bữa cơm mà vĩnh viễn không đói là điều không thể được. Đến thời bạn vẫn phải ăn nữa. Tụng trì chú Lăng Nghiêm cũng như thế, bạn tụng mỗi ngày, công không mất đi, lâu dần sẽ có công dụng của nó. Ông Tiêu cư sĩ ăn nhầm nấm độc, trước đó không lâu còn bướng bỉnh, ra vẻ thành thạo, nói người tụng chú Lăng Nghiêm thì có hào quang, không biết y thấy ai có hào quang. Y tựa có vẻ như thành thạo lắm, nếu ông ta thật hiểu thì không thể đi ăn nấm độc. Tụng trì chú Lăng Nghiêm thì có Kim Cang Tạng Bồ Tát thường theo bạn hai bên để hộ trì bạn, đây là sự thật. Nhưng lúc tụng chú thì bạn đừng khởi vọng tưởng. Bằng không, Bồ Tát Kim Cang Tạng nhìn thấy rằng bạn không có tiền đồ gì hết, lãng phí thời gian của tôi. Bồ Tát hộ pháp sẽ sinh ghét, nổi nóng giận, phải hết sức chú ý. Cho nên, tụng trì chú Lăng Nghiêm điều quan trọng nhất là nghiêm trì giới luật. Nếu không nghiêm trì giới luật thì tụng cách nào cũng không linh. Nếu hay trì giới luật, không đố kỵ, chướng ngại, không tham sân si, thì tụng trì chú Lăng Nghiêm sẽ có đại cảm ứng, đại lợi ích. Nói cho bạn biết, tụng trì chú Lăng Nghiêm so với buôn bán vàng bạc còn kiếm được nhiều tiền hơn. Tụng một biến chú Lăng Nghiêm thì giá trị bằng mấy vạn vạn ký vàng, nhưng đừng dùng tâm tham để tụng trì. Tôi giảng chú Lăng Nghiêm như vậy cũng không nói là không tốt, nhưng không khi nào có ai giảng như thế. Giảng chú Đại Bi thì mỗi một câu chú tôi làm một bài kệ 4 câu để hình dung oai lực và công dụng của chú. Xong, 4 câu kệ giải thích một câu chú cũng giải thích không hết, vì diệu nghĩa của chú vô cùng vô tận, 4 câu kệ làm sao có thể nói hết được, chỉ nói một ít phần mà thôi, vì 4 câu kệ này rất dễ nhớ. Từ cạn mà vào sâu, từ ít mà nhiều, từ gần mà xa, thì dễ thâm nhập nghĩa lý của chú. Bổn lai chú không thể giảng, cũng không thể giải thích, nhưng miễn cưỡng lại giảng, tức cũng như bỏ đá thì thấy ngọc. Do đó, bây giờ giảng chú Lăng Nghiêm, không màng tôi giảng có ý nghĩa hay không, có đúng hay không, nhưng đó là từ trong tâm của tôi chảy ra, cũng có thể nói là như máu huyết của tôi, mồ hôi của tôi. Tôi dùng chân tâm của tôi lại giảng, hy vọng các bạn nghe qua rồi minh bạch và hiểu thấu ý nghĩa chân chánh của chú thâm sâu hơn, rộng hơn so với tôi. Đó là ý của tôi. Cho nên nói, dứt bỏ đá tìm thấy ngọc, hy vọng trí huệ của bạn sẽ hiển lộ, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Người học Phật Pháp thì nên học 1 hiểu 10. Không phải nói tôi hiểu rồi nhưng không biết áp dụng tu, phải thành thực tu hành. Nếu bạn biết mà không áp dụng tu hành thì chẳng có lợi ích gì. Cho nên tu hành thì phải cước đạp thật địa, không thể bịt tai ăn cắp chuông. Mỗi câu chú tôi làm một bài kệ 4 câu, cũng có thể nói là giới thiệu trí lực của tôi, giới thiệu tâm của tôi. Tôi dùng chân tâm để giảng chú Lăng Nghiêm. Hy vọng các bạn có thể minh bạch một chút.